Hôm nay đó thì mình cũng muốn chia sẻ với mấy anh chị về trong cái câu chuyện của hôm nay, trong cái đề tài là xây dựng hệ thống. Một số mấy anh em mình thường có một cái câu hỏi mà chị dành cho một số mấy anh chị mới. Cái câu hỏi là tôi phải bắt đầu từ đâu? Mình nghe câu này rất nhiều mấy anh chị. Phần lớn mấy anh em mới, cái đó là cái câu hỏi thường xuyên. Tôi phải bắt đầu từ đâu mấy anh chị? À. Thành ra mấy anh chị biết đó là có đôi lúc giống như mình đi học hay là mình đi làm cho người khác thì dễ rồi mấy anh chị, là tại vì ông sếp mình ông sẽ chỉ mình, mấy anh chị khỏi cần phải hỏi, ông sẽ chỉ mấy anh chị làm gì làm gì làm gì làm gì, nếu làm giỏi thì được thưởng, nếu không làm giỏi nó thì bị phạt hay là cho nghỉ việc chẳng hạn. Mấy anh chị mở một cái tiệm cà phê, mấy anh chị biết trước mắt mấy anh chị phải làm gì rồi, tức là đủ bàn đủ ghế đủ cà phê, có nhạc, có này có nọ để hấp dẫn người khác mấy anh chị. Nhưng mà khi gia nhập network marketing và nói chung nó và nói riêng là cái cơ hội với Nutrien anh chị. Cái câu hỏi là người mới vào người ta phải làm gì thì mấy anh chị sẽ trả lời như thế nào? Một số mấy anh chị mà đã làm trong ngành này lâu. Cái câu trả lời là gì mấy anh chị? Mình muốn mấy anh chị tự hỏi mình cái câu đó. Và mấy anh chị tìm thấy câu trả lời, vì câu này là một trong những cái câu hỏi mà rất nhiều người 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 hỏi mấy anh chị. Tôi phải bắt đầu từ đâu? Mấy anh chị ha. Tôi phải bắt đầu từ đâu mấy anh chị? Thật ra hôm nay đó mình cũng muốn chia sẻ với mấy anh chị. Nếu có phải tập trung vào một chuyện mà mấy anh chị nghĩ là tôi phải bắt đầu từ đâu đấy, thì đây là cái điều mà mấy anh chị nên làm. Nhưng mà mình cũng muốn để mấy anh chị một vài phút gì đó để mấy anh chị có thể tự tìm thấy qua thử cái câu trả lời nó từ đâu mấy anh chị. Nếu tôi phải bắt đầu từ đầu, hay là những người mới vào mấy anh chị, tôi phải bắt đầu từ đâu? Thành ra hôm nay đó mình muốn chia sẻ với mấy anh chị cái điều mình phải làm anh chị cho người mới đó là 8 điều cần phải thực hiện trong 30 ngày đầu. Mấy anh chị biết tối hôm nay thì mình có ngồi nói chuyện với một cái cô này cũng trẻ, tham gia Nuskin cũng thời gian cũng ngắn rồi mấy anh chị, có thể là 3 hay 4 tháng gì đó. Nhưng mà cô này may mắn là có được một cái số người tham gia đội ngũ tương đối đông, cô trở thành executive. Và mấy anh chị biết tối hôm nay cô ta gặp mình thì cô ta than phiền là cái gì? Than phiền là bây giờ cô ta có quá nhiều người đó và cô ta không biết phải làm gì vì cô ta quá bận rộn. Và ai cũng gặp nói là mình phải làm cái này làm cái kia. À, tôi có người cũng muốn gặp 9 giờ ở quán cà phê. Rồi 10 giờ rưỡi là em có người ở trong quận 8. Rồi 2 giờ chiều đó có người ở Tân Bình. Rồi 3 4 giờ chiều anh muốn em gặp và giúp anh nói chuyện với cái người này nó ở quận 1. Và mỗi lần nói chuyện là có thể 1 tiếng, tiếng rưỡi, 2 tiếng đồng hồ mấy anh chị. Và nếu mỗi ngày mấy anh chị phải làm như vậy đó thì chắc chắn mấy anh chị sẽ không bao giờ chịu nổi. Và có những người đó khi mà mấy anh chị là người upline và người giỏi mấy anh chị thì thường có khuynh hướng là những người ở dưới người ta phụ thuộc quá nhiều với mấy anh chị. À, nhờ nhờ em đi nói chuyện giùm, nhờ giải thích giùm life hack là gì, à, cái sản phẩm này nó làm sao vậy, ô tại sao gọi công ty mà công ty không làm cái này không làm cái kia, tại sao công ty không có hàng mẫu, ô bây giờ con người ở bên Mỹ hay bên Anh giờ muốn mua sản phẩm thì làm sao. Mấy anh chị không không phải làm những chuyện như vậy mấy anh chị, vì nếu một người vừa mới vào đó, cái mà mấy anh chị nên nói người ta là nếu anh hay chị muốn thành công thì đây là 8 điều cần phải thực hiện trong 30 ngày đầu. Mấy chị ha. Để chút xíu nữa mình sẽ giải thích với mấy anh chị là tại sao mấy anh chị không bao giờ nên đi gặp từng người ở quán cà phê lê la 1-2 tiếng đồng hồ. Vì cái đó là cái mất thời gian mấy anh chị và kết quả nó không nhiều. Hoặc là mấy anh chị sẽ có một cái đội quân ngoài rất đông người ta phụ thuộc hoàn toàn vào mấy anh chị. Và mấy anh chị sẽ không bao giờ làm được cái gì mấy anh chị. Thành ra đây là một cái ngành, một cái kỹ nghệ, một cái industry nó hoàn toàn nó mới mà gì hết, một cái kỹ nghệ nó hoàn toàn mới mấy anh chị. Nếu mà làm truyền thống hay là mấy anh chị làm những cái ngành kinh doanh khác hay là ngay cả làm bảo hiểm mà mấy anh chị nghĩ nếu network marketing nó giống như vậy đó thì nó không chính xác mấy anh chị, và mấy anh chị sẽ bị luống trong một cái vũng lầy và mấy anh chị sẽ khó mà thoát ra được mấy anh chị. Là tại vì một lúc nào đó mấy anh chị cảm thấy mỏi mệt, kết quả không có, sức mình bỏ ra quá nhiều mấy anh chị, tiền đi uống cà phê không đó là nhiều khi nó còn hơn tiền mấy anh chị làm ra, thì nếu vậy thì không nên mấy anh chị, không nên làm những chuyện như vậy.
Thành ra một số mấy anh chị mới trong cái webinar tối hôm nay, mình nói với mấy anh chị là có 8 điều mấy anh chị cần phải làm ngay trong vòng 30 ngày đầu. Còn nếu không thì cái cơ hội thành công của mấy anh chị hầu như là nó rất thấp. Hay là nói một cách khác mấy anh chị, nếu mấy anh chị băn khoăn không biết bắt đầu từ đâu thì đây là 8 điều cần phải thực hiện trong vòng 30 ngày đầu. Thành ra không có lý do gì sau này, sau cái buổi hôm nay mấy anh chị nói là à, không biết tôi bắt biết phải bắt đầu từ đâu mấy anh chị nhé. Vì đây là điều mà mấy anh chị phải bắt đầu. Cái thứ nhất mấy anh chị, tức là mấy anh chị phải ngồi xuống với người upline của mình, lập cái kế hoạch kinh doanh. Kế hoạch kinh doanh ở đây đó mấy anh chị, tại vì mình đang kinh doanh, mình cần phải biết kế hoạch mấy anh chị. Tức là mấy anh chị mới vào đó, mình đang đóng cái vai trò là người đã vào lâu rồi hay là executive mấy anh chị ạ. Và mấy anh chị có mặt trong webinar hôm nay đó là những người mới. Thành ra với cái câu hỏi là tôi phải bắt đầu như thế nào đó, thì đây là 8 việc cần phải làm anh chị. Và đây là 8 cái bước bắt đầu cần phải làm theo thứ tự 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thứ nhất là lập kế hoạch kinh doanh. Điều này đó mấy anh em mình có thể hẹn nhau gặp ở quán cà phê, hay là mình gặp ở nhà anh chị, nhà của ai đó, nhà của mình, nhà của anh chị hay nhà của ai đó. Nhưng mà mình cần ngồi xuống lập kế hoạch kinh doanh để xem mấy anh chị cần gì, để xem coi thử là bao nhiêu thời gian mấy anh chị có thể dành trong cái ngành kinh doanh này, nó là thứ mấy, từ mấy giờ tới mấy giờ mấy anh chị. Và mình cần phải biết rất rõ để mà mình có thể có kế hoạch. Kế hoạch ở đây mấy anh chị đồng thời nó cũng là bao nhiêu tiền mấy anh chị muốn có được trong vòng 3 tháng 6 tháng tới. Ví dụ như mình nói với cái trường hợp là mình chọn một anh ở trong này mấy anh chị nhé. Ví dụ như là mình chọn một người đó. Bữa hôm nay thì mình có cũng khá đông anh chị ở trong cái webinar, thật ra mình không biết là anh nào, nhưng mà ví dụ như mình lấy anh Lenin đi, Lenin, Trịnh Lenin ở Nha Trang làm ví dụ. Thật ra khi mà mình ngồi xuống anh chị, mình lập kế hoạch kinh doanh với vợ chồng anh Lenin với lại cô Diệu đó ở Nha Trang đó. Thì thứ nhất là mình muốn tới nhà mình gặp hai vợ chồng. Tại vì từ hồi nào tới giờ là có thể là mình chỉ nói chuyện với Lenin thôi mà mình chưa nói chuyện với Diệu. Mình cần gặp mấy chị. Thứ nhất là Diệu biết chồng mình giao du với ai và làm gì. Thành ra cái đó là cái rất cần, mình cần có cái sự hỗ trợ của phía phía cả hai người mấy chị, của người phối ngẫu nói chung đó. Và có thể là cả gia đình nếu mà đang sống với bố mẹ chẳng hạn, hay là anh em trong nhà mấy chị, chỉ cần một hai người bàn ra thôi thì cái cơ may mà mấy chị sẽ bỏ cuộc là nó nằm ngay ở trước mắt mấy chị. Chỉ cần một hay là hai người trong nhà người ta bàn ra, và đặc biệt nếu người đó có ảnh hưởng lớn nữa thì cái việc mà mấy anh chị bỏ nó sẽ là vấn đề thời gian thôi mấy anh chị. Thành ra trước hết mình gặp mấy anh chị để lập kế hoạch kinh doanh mấy anh chị ha. Mình ngồi xuống mình hỏi nên trong vòng 7 tháng tới, 6 tháng tới, chứ 3 tháng tới, 6 tháng tới, 9 tháng tới, 1 năm muốn làm bao nhiêu tiền. Và hầu như mỗi người mỗi khác mấy anh chị nhé, không có ai giống ai. Cái thứ hai mấy anh chị, tức là mình muốn lập danh sách 25 người quen thân. Nên Diệu ngồi xuống viết cho mình ngay trước mặt mình mấy chị danh sách 25 người quen thân. Vì mấy chị biết làm sao, chẳng mấy ai viết cái danh sách này mấy chị. Nói thì nói đơn giản là lập danh sách những người quen, nhưng mà mình có thể bảo đảm với mấy anh chị nằm, những anh chị đang nghe webinar tối hôm nay đó, bao nhiêu anh chị đang có cái danh sách những người quen biết mấy chị, tức là tên họ và tên, điện thoại di động, số mấy điện thoại liên lạc, số mấy địa chỉ, bao nhiêu, sở thích là cái gì, đang bao nhiêu tuổi, đang có vấn đề gì về sức khỏe không, trong cái 8 cái tiêu chuẩn mà 30 tuổi trở lên rồi, có như cái số 7, số 8 là quan trọng nhất đấy. Thì người này có số mấy chẳng hạn, là tại vì mình sẽ chọn 25 người mà đang có cái tiêu chuẩn số 7 và số 8 ấy, tức là những người đang không bằng lòng với thực tại, và cái thứ 8 là những người tuân thủ ham học hỏi. Mình phải lập danh sách này mấy anh chị, và những người quen thân với mình chắc chắn mấy anh chị phải có cái danh sách này mấy anh chị. Và đây là những cái việc mà mấy anh chị phải bắt đầu. Cái thứ ba, mấy anh chị làm hẹn. Bây giờ mình nói với Nin là Nin có thể làm hẹn bình thường, Nin mời bạn về nhà chơi, hay là gặp bạn ở quán, hay là gặp ở spa chẳng hạn. Tại vì là vợ chồng Nin với Diệu có cái spa mấy chị ở Nha Trang. Nếu Nin nói là thường thì em mời về nhà, thì mình sẽ nói là thứ sáu tuần này hay thứ bảy tuần này Nin mời ba bốn cặp vợ chồng về nhà nhé. Là tại vì tụi anh sẽ tới đó và sẽ nói chuyện, Nin không cần làm gì hết, chỉ mời bạn về nhà mấy chị. Cái mà mời bạn về nhà đó nó dễ mà chị, nhưng mà nếu mà mình nói Nin nè,
mời bạn vào cái bom ngày mai đó, hay là bom ngày sáng thứ bảy mà chị, thì chắc chắn Ninh sẽ rất khó khăn, là tại vì phần lớn Ninh nói ra, thứ nhất không biết cách nói, thứ hai mấy anh chị nói ít quá, nói nhiều quá, và khi nói ra cái người đối diện người ta kết luận ngay và người ta không đi mấy anh chị. Hay thậm chí có những người thề là người ta sẽ đi, người ta sẽ không đi, và chỉ vài lần như vậy thôi đó mấy anh chị biết là Ninh sẽ bỏ cuộc mấy anh chị, là tại vì mình bị thất vọng chính vì cái việc là mình kỳ vọng nhiều quá. Nếu có mình hỏi mấy anh chị nhé, một số mấy anh chị có mặt ở trong cái webinar hôm nay, nếu có người mời mấy anh chị lại một cái công ty ABC để nghe qua cái cơ hội kinh doanh thì mấy anh chị nghĩ sao? Mấy anh chị có đi không? Mấy anh chị có đi không mấy anh chị? Khi mà thằng bạn của mình lâu nay nó làm kỹ sư, mình quen biết nó quá và mình quá rành nó, giờ tự nhiên nó về có nó đùng đùng sáng hôm nay nó gọi điện thoại, nó hăng hái mấy anh chị, và nó nói về một cái cơ hội đổi đời, và chiều nay nó lại rủ mình tới một cái khách sạn hay là một cái công ty nào đó nằm ở trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa để nghe về cái cơ hội kinh doanh. Thì cái giọng điệu sao mà nó giống giống mấy cái kinh doanh đa cấp quá, nó giống với lại cái bài báo gì mới viết ngày hôm qua chẳng hạn. Thật ra mấy anh chị biết là con người kết luận rất nhanh mấy anh chị, và khi mà mấy anh chị mời tới một cái công ty đó nó rất khó, vì mọi người đều biết mấy anh chị làm gì, và mấy anh chị thậm chí còn nói ra là tao vừa mới biết, bạn bè với nhau rồi xưng mày tao mấy chị, tao vừa mới biết cái này sáng nay và chiều nay tao muốn mời mày đi dự tham gia một cái hội thảo kinh doanh mấy chị. Thì mấy anh chị biết là người ta sẽ biết ngay và người ta không muốn đi mấy chị. Dĩ nhiên không phải là ai cũng biết, có một số người ta cũng hứa đặt, thôi để tôi cố gắng mấy chị ha, tôi để tôi cố gắng, tôi được rồi chiều nay bận đó nhưng mà cố gắng thử thì sao. Và người khi người ta nói câu đó thì mấy anh chị cứ nghĩ là người ta đi mấy chị, và cuối cùng mấy anh chị biết là gì rồi, 6 giờ mấy anh chị không thấy người ta tới, 6 giờ 15 mấy anh chị điện thoại người ta cúp máy, 6 giờ rưỡi mấy anh chị gửi message không ai trả lời, và 7 giờ mấy anh chị tự nhiên mấy anh chị thiểu não như là cái người mà vừa mới ra trận nó đã bị trúng thương, là tại vì thằng bạn thân của mình tối nay nó không tới mấy anh chị. Và ngay bữa nguyên cái buổi hôm chiều nó, mặc dù cái buổi huấn luyện rất hay, mấy anh chị hầu như không nghe gì mấy anh chị. Mấy anh chị chỉ nhớ tới cái thằng bạn của mình và nhớ tới cái vết thương là nó cho mình leo cây tối hôm nay mấy anh chị. Và mình đau đớn và có thể có nhiều triển vọng là tối hôm nay mất máu sáng ngày mai không còn ngóc đầu dậy nữa và quyết định bỏ cuộc mấy anh chị. Anh thành ra mấy anh chị biết là cái hẹn để làm demo nó dễ hơn nhiều lắm. Một số mấy chị, ví dụ như trường hợp của Diệu đi và bà xã của Ninh, mình sẽ nói với Diệu là Diệu có thể mời ba bốn người bạn lại nhà tối ngày mai, tại vì mình sẽ đem sản phẩm tới mình làm demo và làm đẹp cho mọi người mấy anh chị, hoặc là tối mai sẽ biến Diệu thành công chúa bằng trong vòng 1 tiếng đồng hồ bằng những sản phẩm rất độc đáo, một cái phương pháp nó gọi là cái tự nhiên mình nói tới đây mình quên mất cái tên tức là super facial đó, xin lỗi, super facial, tức là một cái làm facial tuyệt diệu mấy anh chị bằng 7 8 cái sản phẩm khác nhau. Bây giờ Diệu mời bạn lại nhà xem nha. Cái đó Diệu mời được mấy anh chị. Thấy không? Thành ra làm hàng để làm demo trong vòng 72 tiếng đồng hồ, trong vòng 7 ngày tới, xin lỗi. Cái thứ tư mấy anh chị là mấy anh chị muốn biết là mình phải bắt đầu như thế nào đó, thì cái thứ tư là nên dùng sản phẩm theo cái nhu cầu. Có thể kem đánh răng thuốc gội đầu ở Việt Nam mình bây giờ đó thì có Lifepack, có Gut, có Marino Mega mấy anh chị, có cái Galvanic Spa là cái sản phẩm mà hầu như mọi người cần cần nên dùng mấy anh chị. Mình sắp có những cái sản phẩm về răng và tóc, nên dùng sản phẩm theo nhu cầu mấy anh chị. R2 có thể nói là một cái sản phẩm tuyệt diệu, mình đang có cái True Face A Slot, True Face Essence Ultra mấy anh chị, lý tưởng cho phụ nữ ở tuổi ngoài 43 khoảng tiền 35 trở lên, và nên dùng sản phẩm theo cái nhu cầu mấy anh chị. Cái thứ tư, nộp đơn cái đề nghị danh hiệu Lloyd đó, thì cái này có thể mấy anh chị không có biết liền ngày đầu đâu, nhưng mà trong vòng 7 ngày tới mình sẽ tìm cách để nói chuyện với mấy anh chị, trong vòng 30 ngày tới đó, giải thích về cái chính sách trả thưởng. Mấy anh chị vào cái trang duynguyen.com, vào cái trang gia bước khởi nghiệp và coi về cái chính sách trả thưởng mấy anh chị, thì trong đó nộp đơn đề nghị danh hiệu Lloyd có nghĩa là mấy anh chị nhắm là trong tháng này mình đặt cái mục tiêu là mình sẽ có 1.000 điểm từ mình trở xuống, hay là tháng thứ hai tùy mấy anh chị, nhưng mà đề nghị nộp cái đơn đề nghị danh hiệu Lloyd đó là một cái bước cần thiết để trở thành executive,
và chỉ trở thành executive thì cái lợi tức của mấy anh chị nó mới cao thôi, hiểu không? Cái thứ sáu, tất cả những người mới cần phải kết nối qua cái phương tiện Facebook, anh chị. Mình phải chỉ cho người ta, người ta chưa có trang Facebook, mình phải làm ngay tại chỗ cho người ta, cho những người mới, anh chị. Vì không có Facebook thì hoàn toàn mù tịt về thông tin, anh chị, và không biết gì hết. Con người vẫn có nhu cầu kết nối với nhau, anh chị. Và Facebook là một cái phương tiện, thứ nhất nó miễn phí, cái thứ hai cái hiệu quả của nó tuyệt vời, anh chị, và người ta có thích thú trong cái vấn đề kết nối với người khác. Cái thứ bảy, tham dự webinar mỗi ngày, mấy anh chị. Mình thấy một số lớn mấy anh chị than phiền là cái nhóm của mình không tăng trưởng, thì cái câu hỏi đầu tiên, mấy anh chị, mình hỏi mấy anh chị là những người này có vào webinar mỗi ngày không, thì cái câu trả lời rất là bẽn lẽn là không, mấy anh chị. Ủa nếu vậy thì đúng rồi, tại vì không vào webinar thì nó không biết sản phẩm là gì, không được học hỏi, mấy anh chị, và hầu như cái tinh thần rất rất yếu, dễ bị lung lay và có thể bị đánh gục bất cứ giờ phút nào, anh chị. Thật ra không phải mấy anh chị chỉ vào xem cho mình không, mấy anh chị nhé, mà mấy anh chị phải kêu gọi mọi người vào tham gia. Mình biết trong team của anh chị đó, ai có người, ai là người có nhiều người tham gia webinar mỗi tối, mấy anh chị, thì đó, người đó sẽ có mức tăng trưởng rất nhanh và người ta độc lập, người ta có thêm thông tin, mấy anh chị. Vì đó là một cái phương tiện mà mình may mắn mình có được, mấy anh chị, là cái webinar, mà thậm chí một số mấy anh em mình vẫn chưa có sử dụng hết cái này. Cái thứ tám là tham dự những cái sự kiện. Nếu sắp tới có cái sự kiện gì đó thì mấy anh chị nên tham gia, mấy anh chị. Thành ra nói tóm lại đó, đây là 8 điều cần phải thực hiện mà một số mấy anh chị mới cần phải làm. Nếu mấy anh chị có một câu hỏi là tôi không biết bắt đầu từ đâu, thì mấy anh chị, thì đây là cái mà mấy anh chị phải bắt đầu. Nó nằm gọn trong trang rồi thôi, mấy anh chị. Đối với người mới thì đây là 8 điều cần phải thực hiện trong vòng 30 ngày đầu, mấy anh chị ha. Nhưng mà đối với một số mấy anh chị là executive, đây là 8 cái bước lọc, mấy anh chị. Mình lọc người ta để mình coi có thử ai đủ tiêu chuẩn để mình chọn vào trong cái một trong bốn người trong cái viên gạch mà mình có. Hoặc là mình biết người này để mình có thể dành nhiều thời gian hơn cho người này, mấy anh chị. Mình hay dễ bị cái sai lầm là dành quá nhiều thời gian vào những người mới rất yếu và những người không làm việc, mấy anh chị. Ngược lại, một số mấy anh chị người mà làm việc thì mấy anh chị lại không không bỏ thời gian vào. Thành ra mấy anh chị phải làm ngược lại. Nếu có marketing, mấy anh chị, mình không trả lương cho nhân viên của mình. Và đó là lý do tại sao mỗi người vào mỗi cái thái độ nó khác nhau, và không ai giống ai, mấy anh chị. Rất dễ trường hợp mấy anh chị trở thành một cái người mà phải lo chu đáo cho mọi người. Thành ra mình hỏi chị, mấy anh chị nha, cái nhiệm vụ tối hậu của người upline là gì, mấy anh chị? Tức là người tuyến trên là gì? Một số mấy anh chị, 99.9% mấy anh chị nói là à, nhiệm vụ của chúng tôi là hỗ trợ người tuyến dưới. Cái điều đó nó không sai, mấy anh chị nhé. Nhưng mà mình nghĩ cái yếu tố đầu tiên, mấy anh chị, là nhiệm vụ của người tối hậu của người upline đó, tuyến trên, mấy anh chị, là giúp cho người tuyến dưới độc lập càng sớm càng tốt. Thành ra với cái tiêu chí như vậy, mấy anh chị phải chỉ cho người ta cái cách làm, mấy anh chị, và chỉ cho người ta cái cách để chỉ người khác vào cái trang đienguyen.com, tìm những cái tài liệu thông tin, vào cái trang YouTube để xem những cái đoạn video, mấy anh chị, hay là vào trang Facebook để kết nối và có nhiều cái thông tin thường xuyên, cái sự sôi nổi, mấy anh chị, của cái team lưu Việt nó nằm ở cái trang Facebook. Anh, thành ra đây là một trong những cái điều mà người mới người ta cần phải làm, mấy anh chị. Nhưng mà đối với một số mấy anh chị là executive đó, thì mấy anh chị biết làm sao? Đây là 8 cái bước lọc để mình lọc coi thử là ai là người qua lọt 8 cái cửa ải này, mấy anh chị. Có một số người vào không đưa mấy anh chị danh sách. Có một số người vào ì èo kỳ hẹn mấy lần 30 ngày này vẫn không mời tới nhà, mấy anh chị. Có thể là cái lòng tin người ta chưa có. Hay là mấy anh chị biết là có một số người vào không dùng sản phẩm, chỉ dùng sản phẩm cho người downline thôi, còn của mình thì đi dùng sản phẩm của công ty ABC nào đó. Thì cái đó nó quá vô lý, mấy anh chị. Nó quá vô lý, là tại vì làm sao mình có thể nói về sản phẩm của mình trong khi mình lại dùng sản phẩm của người khác, mấy anh chị. Nếu vậy thì cái lòng tin tưởng nó ở đâu? Thành ra qua những sự kiện như vậy, nó qua 8 cái điều này để cho mấy anh chị thấy là mình như là executive, mấy anh chị dùng cái này để lọc, mấy anh chị, để mình coi ai là người có cái sự cam kết cao, ai là người theo đúng cái tiêu chuẩn mà mình đưa ra. Tại vì mấy anh chị biết sao, nếu người mới vào người ta chỉ làm 8 điều này thôi, mấy anh chị, thì cái cơ hội của thành công người ta rất cao. Và mấy anh chị cần bao nhiêu? Cần bốn người, người ta thật sự người ta làm cái này, bốn người mà khi mà nói về cái sự tò mò của cái mình ở trong cái website đó, mấy anh chị, trong tương lai, bây giờ mình nói ra thì nó hơi sớm, mấy anh chị chưa có mường tượng ra được,
Nhưng mà mình có một vài cái website về những câu hỏi thường gặp sau này, một số mấy anh chị vào đó và mấy anh chị sẽ tìm hiểu rất nhanh. Nó bớt cái sự chăm chút lo lắng của người offline mấy chị. Cũng giống như câu chuyện mà tối hôm nay mình nói với mấy chị ngay từ đầu là mình có cô bạn đó là quá hăng say và hầu như bị lôi kéo mấy chị của những người tuyến dưới, thậm chí có những người người ta cứ cứ đòi là phải hỗ trợ cái này, đòi hỗ trợ cái kia. Đó là chưa kể mấy anh chị đi ăn rủ 5-7 người, người ở trên phải rút tiền trả tiền hết mấy chị. Nếu vậy đó thì mấy anh chị trả tiền được bao bao giờ mấy chị? Và thậm chí vì mấy anh chị mời đi ăn thì sẽ có rất nhiều người đi ăn. Nhưng mà cái mục tiêu của người ta là chỉ tới để ăn mấy anh chị, chứ không phải tới là để nghe cái cơ hội về về vấn đề cơ hội kinh doanh với Nuxin. Thành ra mấy anh chị biết mà, nhiều khi cái đối tượng thì nó đúng nhưng mà cái phương pháp cách của mình làm, cái cách thể hiện mấy anh chị nó lại mang cái sự hiểu lầm mấy anh chị. Thành ra mấy anh chị không nên làm những cái việc mà nó theo cái cảm xúc đó, và mấy anh chị phải theo nó một cách rất khoa học mấy anh chị. Đây là 8 điều cần phải thực hiện. Thành ra mình sẽ nhắc lại đó. Nếu một số mấy anh chị mới tối hôm nay hoặc là một số mấy anh chị nghe lại cái webinar đó, nếu mấy anh chị vẫn loay hoay chưa biết mình phải bắt đầu từ đâu thì đây là 8 điều mấy anh chị cần phải làm. Có thể trong vòng một ngày mấy anh chị hiểu hết, có thể trong vòng một tuần, hay thậm chí có thể trong vòng một tháng mấy anh chị hiểu được hết 8 điều này, nó cũng không sao. Ít nhất mấy anh chị phải hiểu được, vì mình biết chắc mấy anh chị trong Nu Việt đó, trong nội bộ của Nu Việt chỉ có một số ít mấy anh chị hiểu được cái tại sao mình phải có 8 điều này, tại sao mình phải cần phải có những cái mình cần phải có mấy anh chị để mà có thể thăng tiến ở trong cái nghề nghiệp. Thành ra hôm nay nó một cách vắn tắt mình cũng muốn đưa ra cái trang này thôi, mình không muốn đưa nhiều đâu. Một số mấy anh chị lại có thể là lẫn lộn và có thể là không hiểu đấy. Mình xin lặp lại mấy anh chị nhé, nếu câu hỏi là tôi không biết phải bắt đầu từ đâu thì mấy anh chị nên đưa tám cái filter, 8 cái điều cần phải thực hiện trong vòng 30 ngày đầu. Vì đây là cái việc mà nếu mọi người đều làm rất sát thì cái kết quả sẽ có rất nhanh và cái mức độ nhân rộng nó sẽ rất mạnh mấy anh chị. Và đó là cái điều mà mình muốn nhắn gửi với mấy anh chị hôm nay. Và một cái thử thách khác đó là tất cả các anh chị có mặt ở trong webinar hôm nay, mấy anh chị phải làm 8 điều này mấy anh chị. Mình không có nói nên mấy anh chị nhé, mà mình nói chữ phải mấy anh chị, tức là mấy anh chị phải thực hiện 8 điều này trong vòng 30 ngày tới thì mới mong là cái khả năng thành công nó cao mấy anh chị. Là tại vì mấy anh chị cũng sẽ tiếp tục làm như vậy đối với những người ở tuyến dưới của mình, và nó sẽ đi rất nhanh. Năm 2013 là năm của executive mấy anh chị, đây là cái năm mà mấy anh chị phải sản sinh rất nhiều executive. Nếu không nói là mấy anh chị phải lên ruby càng sớm càng tốt và giúp nhiều người trở thành ruby mấy anh chị, thì cái phần thưởng của mấy anh chị sẽ rất lớn trong cái thời gian sắp tới. Thành ra một lần nữa cảm ơn sự theo dõi của tất cả mấy anh chị. Chúc mấy anh chị thành công với lại cái 8 điều cần phải thực hiện. Và mình mong là mấy anh chị phải làm liền mấy anh chị trong vòng một vài ngày tới mấy anh chị ha. Và để mấy anh chị thực tập qua thử 8 cái bước này, nó quan trọng, nó dễ như thế nào, cái tính khả thi như thế nào mấy anh chị. Và tại sao từ hồi nào tới giờ mấy anh em mình không làm. Thành ra mình mong là mấy anh chị nên nên nên, nên nghĩ kỹ về cái đó, tại sao mình không làm đó. Vì nếu mấy anh chị hiểu được là tại sao mình phải làm anh chị, thì có thể là cái đoạn đường của mấy anh chị nó đã rút, đoạn đoạn đường đi tới vinh quang nó có thể nó đã rút ngắn lại hơn một nửa rồi. Và mấy anh chị phải làm sát 8 điều này mấy anh chị. Và nếu mọi người đều làm sát sát 8 điều này thì xảy ra thì làm sao mấy anh chị? Sẽ có rất nhiều cái doanh số, sẽ có rất nhiều người người mà mới vào mấy anh chị. Và mấy anh chị không cần phải làm gì nhiều, sau khi cái hệ thống mình lớn thì sẽ có người làm, sẽ có bếp núc. Mấy anh chị sẽ có những cái sự hỗ trợ về vấn đề của công ty, mấy anh chị không phải cần phải chạy ngược chạy xuôi chạy lên chạy xuống mấy anh chị ha. Đó là cái một cái mô hình lý tưởng để mà một số mấy anh chị mình có thể theo mấy anh chị 8 điều cần phải thực hiện trong vòng 30 ngày đầu. Một lần nữa xin cảm ơn sự theo dõi của tất cả mấy anh chị, hẹn gặp lại mấy anh chị vào lần tới.